mua sách xong rồi không có đọc thường xuyên vì đi xa, cho nên là bây giờ phải bảo quản lại các em nó lau chùi. Mình không có cái phương pháp giống như mấy bạn mà quản thủ thư viện đó các bạn. Chào mừng các bạn. Quyển gì nè? Là 57.000. Rồi có quyển là mấy trăm nghìn luôn. Quyển đó các bạn. Giống như cuốn này là 172.000. Nhìn ăn nhìn uống mua. Rồi giờ nó bụi bám này kia, đọc xong thì có những cái quyển mà nó dễ bị cũ quá các bạn. Nó, giống như quyển này là giờ nó cũ nè. Quyển này là của Khải Đơn, Đi Thật Xa Trên Một Chiếc Xe Camper. Còn cái quyển này là 69.000 của Lý Quang Diệu. Sâu biểu quá, vô đây, chạy ra ngoài đó đây làm gì? Sâu con xù lì mới vừa cạo lông đó nè các bạn. Mua xong tốn tiền cho ăn xong còn lì lợm nữa. Ở đây nghe không, ba biểu mẹ đi nghe không, lì lợm. Sổ mấy con chuột cho nó sợ để nó đừng cắn sắt. Sâu đi vô, không chịu phụ dọn mà còn để ba mắt con ba la lối nữa. Quyển này rất là hay, các bạn, mình rất là thích ông này. Lý Quang Diệu. Cái cuốn này nữa nè, cuốn này cũng hay nữa nè. Muôn Kiếp Nhân Sinh, đọc đi đọc lại rất là hay các bạn. Quyển này là 168.000 đó. Mua sách không là tổng tên lại là bộn lắm các bạn. Nhưng mà mình có anh bạn bên nhà xuất bản, anh thường cho mình mấy cái phiếu. Đặc biệt là rất thích của Nguyễn Ngọc Tư. Quyển này đọc nhức đầu đúng không? Nhưng mà hay. 55.000. Cái lần đó bị nhà bị nước đó, nó ngập mà về mới phát hiện ra, tại vì cứ đi dạy xa đó, đâu có thời gian ở nhà nhiều đâu. Uổng với sợ uổng không mà kệ ha. Rồi còn đây là của một cái cô em bạn học sau mình nhưng mà rất là giỏi, với quyển Người Tối Giản, Quỳnh Giang, 89.000 đó. À, cuốn này nè, cực kỳ thích, Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Mình cũng thường tặng bạn mình mấy quyển này. 98.000. Đọc đi, hay lắm. Cải Cách Giáo Dục nữa nè, Cải Cách Giáo Dục Nhật Bản. Ngọc Chiến Hàng nhưng mà đọc Cải Cách Giáo Dục Nhật Bản. Trí Tệ Của Người Do Thái. Cả hay. 109.000, nãy giờ cộng là nhiều lắm đúng không? Nhưng mà sách là vô giá, mình không tính thành tiền được các bạn. Tiếp tục. Sẽ tới những điểm nào đây. Này leo xuống nữa mà. Để mà lao. Có mấy cái quyển là chưa kịp đọc luôn. Cái này giống như nó bị không ngay nhỉ. Đây, những quyển không kịp, chưa kịp đọc. Qua ta. 105.000. Xô. Nền Tảng Chung chưa đọc luôn. Nói về cái
quyển này là Không Đến Một của nhà xuất bản Trẻ nè. 110.000, chưa đọc luôn. Lao xong chút đọc. Xô, đi vô. Không có phụ mà đã la hoài mệt quá. Xô. Mày thấy gì vậy đó mà mày không chịu vô đây. Xô, biểu ơi. Xô. Vô đây, biểu. Xô. Này, nhảy lên đây. Nhảy lên cái mặt đi cho tao ra. Xô. Cái ngán quá trời luôn. Đây. Mua xong tốn tiền rồi, tốn tiền bảo quản. Nhưng mà đọc xong thấy thú vị không các bạn? Đọc xong rồi còn thấy có nhiều kiến thức nè. Đọc quyển này xong, đọc sách nó phải có cái giống như là nó tích lũy dần dần. Sâu. Đi vô ơi, đi xuống mẹ đi. Mẹ kêu sâu xuống mẹ mẹ. Đi xuống dưới, mau lên. Đi nha. Lì thấy ghê luôn. Đi xuống dưới mẹ đi. Mua để dành xong rồi lâu lâu cái mình cần cái mình lấy ra mình đọc đó bạn, chứ không phải là bỏ đâu. Nhiều cái hay lắm. Đây cái quyển này đang chờ nó ra quyển tập 2 nhưng mà nó chưa ra các bạn, không hiểu sao nữa. Những Người Làm Chủ số 1 Việt Nam, quyển này đọc cực hay nhưng tự nhiên không biết sao nó chưa ra, của Đàm Linh, tác giả Đàm Linh. Nó ra quyển mới đi, ra quyển 2 đi, chờ đợi bao nhiêu lâu rồi. Facebook không ra, không phải hiểu sao không ra nữa, hay là tại vì mình không biết đâu, chờ muốn chết không ra. Những Người Làm Chủ số 1 Việt Nam, mấy cái bạn mà stop đọc quyển này hay lắm, mặc dù mình không có stop. Chà cái gáy nữa rồi, tại vì bụi á, stop tính làm mà không kịp. Đi bên hàng về, đi du học về cái không kịp để làm. Đi du học mà nhớ mấy quyển sách muốn chết. Chà lên là mới tăng. Dùng giấy ướt rồi xong rồi để cho nó khô, chứ không thôi là nó bị móc. Không có kỹ thuật bảo quản. Hai quyển đi xong rồi. Thích đọc những cái quyển này lắm. Nhà lãnh đạo không chức danh là đọc thứ 9, in lần thứ 9 chứ. Dù không có kinh doanh nhưng mà vẫn mua. Bí quyết kinh doanh. Đặt lắm nè, 88.000. Bị sốc nhiệt cái nó bị khan tiếng đến giờ nó còn chưa hết.